Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Hôm qua, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng hàng loạt rocket vào khu vực phía bắc Israel nhằm đáp trả các vụ oanh kích trước đó mà Israel tiến hành nhắm vào miền nam Liban. Căng thẳng gia tăng giữa hai bên đang làm dấy lên quan ngại về một cuộc xung đột ở quy mô khu vực. Trong thông báo, Hezbollah xác nhận tấn công nhắm vào doanh trại của Israel nhằm đáp trả vụ oanh kích mà Israel thực hiện trước đó nhằm vào phía nam Liban, khiến một thành viên thiệt mạng. Về phía mình, quân đội Israel cũng xác nhận không kích và đã tiêu diệt một thành viên của Hezbollah tại khu vực Deir Kifa, cáo buộc đối tượng này chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố chống lại Israel. Ngoài ra, máy bay chiến đấu Israel cũng đã nhắm trúng hệ thống phóng tên lửa đất đối không của Hezbollah. Các cuộc pháo kích giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel gia tăng trong những ngày gần đây, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã có gần 500 người thiệt mạng tại Liban, phần lớn là các phiến quân và khoảng 100 dân thường. Về phía Israel, 15 binh sĩ và 11 dân thường cũng thiệt mạng tại khu vực miền Bắc. Hôm qua, các nhà lãnh đạo thế giới, các nhóm y tế và các công ty dược phẩm tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh Vaccine và Tiêm chủng Toàn cầu Gavi đã công bố khoản tài trợ 1,2 tỷ đô la Mỹ để sản xuất vaccine ở châu Phi, nơi đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng y tế. Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 75% số tiền tài trợ sẽ đến từ châu Âu, trong đó Đức sẽ đóng góp 318 triệu đô la Mỹ, Pháp đầu tư 100 triệu đô la Mỹ và Anh đầu tư 60 triệu đô la Mỹ. Các nhà tài trợ khác bao gồm Mỹ, Canada, Na Uy, Nhật Bản và Quỹ Gates. Liên minh Gavi cũng tuyên bố sẽ huy động 9 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các chương trình của mình trong giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Liên minh châu Phi cho rằng kế hoạch này có thể trở thành chất xúc tác để thúc đẩy ngành công nghiệp dược phẩm ở châu Phi và tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Đại diện cơ quan này cũng lưu ý hiện châu Phi nhập khẩu 99% vaccine với chi phí rất cao. Liên minh châu Phi đặt mục tiêu sẽ tự sản xuất 60% vaccine vào năm 2040. Hôm qua, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ va chạm xảy ra giữa một đoàn tàu hỏa đang chạy thử và một tàu chở hàng gần thủ đô Santiago của Chile. Công ty Đường sắt Quốc gia Chile cho biết tàu khách chạy thử nghiệm của công ty va chạm với tàu chở hàng của một công ty đường sắt tư nhân đang đỗ ở sân ga tại khu vực San Bernardo. Tại thời điểm đó, tàu chạy thử chở 10 công nhân, trong khi tàu chở hàng chở gần 1.350 tấn đồng cùng với nhiều người. Hai người thiệt mạng là những người vận hành tàu chở hàng. Cơ quan chức năng địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Văn phòng công tố viên đã ra lệnh tạm giữ hai quan chức của công ty đường sắt quốc gia Chile. Thông tin ban đầu cho thấy vào thời điểm xảy ra va chạm, tàu chở khách đang chạy với tốc độ nhanh. Ngoài ra, việc chạy thử nghiệm của tàu chở khách không hề được thông báo trước với tàu chở hàng đến từ phía Nam. Những đợt nắng nóng nguy hiểm đang bao trùm nhiều thành phố ở 4 châu lục trên thế giới trong bối cảnh Bắc bán cầu bước vào mùa hè. Tình hình này làm dấy lên quan ngại về khả năng mùa hè năm nay sẽ ghi nhận những kỷ lục nhiệt độ mới, vượt cả nền nhiệt mùa hè vốn đã đạt ngưỡng cao năm ngoái. Tại khu vực Nam Á, nắng nóng gay gắt hoành hành nhiều khu vực ở Ấn Độ trong những tuần gần đây. Ít nhất 110 người đã tử vong do nắng nóng từ ngày 1 tháng 3 đến 18 tháng 6. Tại Ả Rập Xê Út, số nạn nhân tử vong do nắng nóng khi tham gia lễ hành hương tại Thánh địa Hồi giáo Mecca đã vượt con số 1.000 người. Cơ quan khí tượng Ả Rập Xê Út cho biết nhiệt độ ở Mecca và các khu vực xung quanh đã lên tới 47 độ C vào ngày 18 tháng 6. Các quốc gia Địa Trung Hải đã phải hứng chịu thêm một tuần nắng nóng khắc nghiệt, làm bùng phát các vụ cháy rừng từ Bồ Đào Nha đến Hy Lạp và dọc theo bờ biển Algeria. Ngay từ trước khi chính thức vào mùa hè, châu Âu đã ghi nhận một số trường hợp tử vong do nắng nóng. Còn theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, các khu vực ở Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ cũng đang chìm trong nắng nóng gay gắt, buộc nhà chức trách ban bố cảnh báo nguy hiểm đối với sức khỏe. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này hy vọng sẽ được nhóm các nền kinh tế đang phát triển BRICS chấp nhận là thành viên ngay tại cuộc gặp thượng đỉnh của khối diễn ra ở Nga vào tháng 10 tới. Theo bộ trên, Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm này được tổ chức một tuần trước. Bangkok hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và sớm được chấp nhận là thành viên BRICS tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga. Ngoài BRICS, Thái Lan cũng đang muốn trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD,
sau khi đường tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp mời mở các cuộc thảo luận gia nhập tổ chức này. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, nhóm BRICS đã trải qua hai giai đoạn mở rộng. Năm 2011, Nam Phi gia nhập nhóm ban đầu gồm các thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Tháng 1 năm nay, năm thành viên mới đã chính thức gia nhập BRICS gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran, Ả Rập Xê Út, Ethiopia và Ai Cập. Tại Pháp, cuộc bầu cử quốc hội sớm vào cuối tháng này đang là tâm điểm chú ý của dư luận, nhất là sau sự nổi lên của phe cực hữu từ cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua. Hai cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử được công bố ngày 20 tháng 6 cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đang dẫn đầu cuộc đua, dẫn trước Đảng Mặt trận Bình dân và những người theo đường lối trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc khảo sát, hãng thăm dò Ifop cho biết Đảng Tập hợp Quốc gia RN của bà Marine Le Pen sẽ giành được 34% số phiếu bầu, trong khi Mặt trận Bình dân sẽ được 29% số phiếu và Liên minh của ông Macron có được 22%. Một cuộc thăm dò khác của Harris Interactive cho thấy RN giành được 33% số phiếu, trong khi Đảng Mặt trận Bình dân là 26% và Liên minh của ông Macron giành được 21%. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố giải tán quốc hội và đề nghị tổ chức bầu cử lập pháp sớm tới 3 năm, sau khi Liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Dự kiến, vòng 1 bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 và vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Dư luận tại Pháp, bao gồm cả các cựu lãnh đạo, cho rằng ông Macron đã mạo hiểm khi kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử sớm. Nếu kết quả bầu cử sắp tới giống các cuộc thăm dò trên, đảng của Tổng thống Macron sẽ phải làm việc với đảng đối lập để điều hành đất nước. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 20 tháng 6 cho biết đang cân nhắc khả năng áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu EU. Đây là một phần của cuộc điều tra thương mại được bắt đầu từ hôm 17 tháng 6. Nhà chức trách Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn của EU, tập trung vào thịt tươi nguyên con, thịt đông lạnh cũng như sản phẩm nội tạng của lợn. Cuộc điều tra dự kiến sẽ được hoàn tất trước ngày 17 tháng 6 sang năm, nhưng có thể kéo dài thêm 6 tháng nếu cần thiết. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nếu kết quả điều tra sơ bộ xác định có hiện tượng bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của Trung Quốc, khi đó các biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thể được áp dụng. Hiện EU chưa đưa ra phản ứng trước động thái của Bắc Kinh. Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy trong năm 2023, nước này nhập khẩu 6 tỷ đô la Mỹ thịt lợn, bao gồm cả nội tạng, và hơn một nửa trong số đó đến từ EU. Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đã khiến hơn 100 người tử vong và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhiều người dân nước này. Đợt nắng nóng kéo dài bao trùm miền Bắc Ấn Độ đẩy nền nhiệt lên tới gần 50 độ C, khiến các bệnh viện quá tải trong khu vực với hàng nghìn bệnh nhân bị ảnh hưởng vì nền nhiệt ở mức cao cả ngày lẫn đêm. Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận hơn 40.000 ca nghi sốc nhiệt trong mùa hè năm nay và ít nhất 110 người đã tử vong do nắng nóng kể từ đầu tháng 3 đến nay. Dự báo nhiệt độ trong tháng này ở Ấn Độ sẽ cao hơn mức bình thường, trong bối cảnh chính quyền cho biết các thành phố của Ấn Độ đã trở thành bẫy nhiệt do phát triển không cân bằng. Bộ Y tế Ấn Độ đã chỉ đạo ưu tiên chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt là ở thủ đô New Delhi, nơi các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng và thiếu giường bệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại.